sàn diễn đời và nghề. Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả các thính giả đang theo dõi trực tiếp chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và khung giờ rất quen thuộc của chương trình 9 giờ đến 10 giờ sáng Chủ nhật trên tần số AM 610 kHz. Ngoài ra ngay lúc này đây thì nếu quý vị không thể nghe radio, chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Chương trình sàn diễn đời và nghề cũng sẽ được phát lại sau đó. Nếu như hôm nay chúng ta không nghe trực tiếp được chương trình thì vào các ngày khác trong tuần chúng ta có thể đón nghe lại trên kênh FM ở tần số 99.9 MHz và FM Kinh tế 87.7 MHz, cũng như có thể nghe lại trên trang Facebook của chương trình sàn diễn đời và nghề. Và cũng sẽ ngay bây giờ quý vị có thể gọi đến tổng đài của chương trình để chúng ta đăng ký tham gia giao lưu và ca cùng với nghệ sĩ thần tượng của mình. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp. Vâng, xin chào quý vị, hy vọng là 60 phút của chương trình trực tiếp sáng ngày hôm nay sẽ mang đến chúng ta thật nhiều phút giây thư giãn cùng với chương trình, gặp gỡ những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cũng như là thể hiện giọng ca của mình trên làn sóng của chương trình sàn diễn đời và nghề quý vị nhé. Và hai số điện thoại quen thuộc của chương trình 028 3822 3285 và số 028 3822 4429, quý vị có thể gọi về từ lúc 8:30 cho đến 10:00 để có thể có cơ hội giao lưu trực tiếp cùng với chương trình sàn diễn đời và nghề. Và những ai bỏ lỡ khung phát sóng trực tiếp của chúng tôi thì có thể nghe lại chương trình này phát lại khung giờ là 13:00 và 22:00 trên kênh FM 87.7 MHz vào ngày thứ hai, hoặc là có thể đón nghe trên kênh FM 99.9 MHz vào 15:05 chiều thứ năm và chiều thứ bảy hàng tuần quý vị nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có những phút giây thật sự thoải mái, thư giãn cùng với chương trình sàn diễn đời và nghề ạ. Dạ, rồi bây giờ mình quay trở lại với không khí của phòng thu sáng hôm nay. Sáng ngày hôm nay phòng thu VOH được phủ bởi một màu tím. Bởi vì sáng nay trong phòng thu chúng ta có rất nhiều khách mời và có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tất cả mọi người đều mặc áo màu tím. Và đầu tiên thì Ngọc Thu sẽ nói một chút về lý do vì sao sáng ngày hôm nay chúng ta có nhiều khách mời. Thưa quý vị, năm 2023 cũng là đúng mốc kỷ niệm 10 năm ngày đơn ca tài tử của Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và nhân dịp này thì Ngọc Thu cũng muốn làm một cái gì đó để quý vị có thể hiểu và yêu hơn về đơn ca tài tử cải lương. Chính vì vậy mà Ngọc Thu và một nữ nghệ sĩ cũng rất thân thuộc với chương trình đã bàn bạc với nhau và đã mang vào đây những tài tử, những nghệ sĩ mà đã gắn bó với một câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ sân khấu, cho quý vị dễ nhớ, được thành lập từ tháng 8 năm 2023. Và câu lạc bộ đó thì như thế nào thì hôm nay cả ekip sẽ chia sẻ về câu chuyện này. Trước tiên xin được giới thiệu đến quý vị chủ nhiệm, người đã nghĩ ra câu lạc bộ này và đã cùng với các anh chị đồng hành đến ngày hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng. Lời nói đầu tiên, Mỹ Hằng xin kính chào quý vị khán giả gần xa đã và đang lắng nghe sàn diễn đời và nghề. Nói chung là một buổi sáng hơi se lạnh và có một chút gì đó mang âm hưởng của Tết. Thì không biết làm sao đó mà tự nhiên là khi bước vào phòng thì thấy là toàn là một màu tím. Cái màu cũng là một cái màu mà Mỹ Hằng rất là yêu mến. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, bây giờ chị Mỹ Hằng đã nói rồi, bây giờ tiếp theo thì mà có lẽ là chị cũng sẽ nói tiếp về một cái câu lạc bộ em đã vừa nói đó, Trăng Phương Nam của mình đó, để em có thể giới thiệu tiếp những thành viên của mình. Thì nói chung là khi mà Mỹ Hằng và cùng với các bạn mà thành lập cái câu lạc bộ Trăng Phương Nam thì thực sự là nó rất là bất ngờ và vô tình thôi. Dạ. Tại vì là mình từ đầu là mình chỉ mở một cái lớp nhỏ để mà dạy các con của các nghệ sĩ, và sau đó thì các học viên đã học từ xưa và đến ngày hôm nay thì cũng đã tham gia vào cái lớp học. Thì Mỹ Hằng nghĩ là khi mình đã mở một cái lớp học rồi thì
mình phải có kế tiếp là mình phải mở một cái câu lạc bộ để gì, để cho các bạn từ cái lớp học này các bạn có nơi để mà hoạt động. Dạ đúng rồi. Rồi đó chính là lý do tại sao mà có một cái câu lạc bộ gọi là đơn ca tài tử và cải lương Trăng Phương Nam. Với Ngọc Thu đã đến với các anh chị rồi, với những thành viên hết sức là nhiệt tình, dễ thương, và chủ nhật tuần nào cũng sẽ có một chương trình diễn ra tại cái khu mà Hồ Công Rùa. Đúng rồi. À, và ở đó thì có rất nhiều các bạn trẻ dễ thương lắm. Quý vị thính giả, khán giả trẻ nếu mà yêu mến thì có thể đến đó, và chúng ta có thể uống cà phê, uống trà sữa và nghe cải lương. Ồ, dễ thương. Thì cái điều mà Mỹ Hằng rất là vui khi mà sao mà vài tháng mình lặn lội đi tìm nơi để mà các bạn có nơi cái điểm để diễn đó, thì cuối cùng thì có lẽ là ông tổ cũng thương Mỹ Hằng cho nên là Mỹ Hằng có một cái điểm diễn rất là phải nói là một cái nơi nó hội tụ tất cả những cái lượng khán giả trong nước và ngoài nước. Thì đó là một cái trung tâm của quận 3 tại Hồ Con Rùa. Thì tụi Hằng cũng đã diễn cũng được mấy tháng rồi. Và hôm nay thì tụi Hằng cũng đã có một cái lượng khán giả đáng kể. Tổng lượng thành viên của câu lạc bộ mình là hiện tại là bao nhiêu người chị ha? Thì tổng lượng thì khoảng 27 người. Luôn cả đờn thì 4 cây. Nói chung là Trăng Phương Nam của tụi mình thì cái gì cũng đầy đủ hết, chỉ có tiền là không có đầy đủ. Không, nhưng mà tiếp theo vật chất là hơi thiếu thốn. Tiếp theo sẽ có thêm 2 thành viên nữa. Thì Hằng nghĩ là gì nè, Hằng nghĩ là nếu mà các bạn vui, các bạn thích thì Trăng Phương Nam sẵn sàng đón nhận. Và rất là vui khi mà đón nhận được tất cả các bạn, dù ở đâu cũng nếu mà yêu thích Trăng Phương Nam thì Hằng và cùng với ban cán sự sẽ giang tay đón nhận hết. Và hôm nay nghĩ là hôm nay là mình phải nói ít thôi, tại vì mình phải để cho thành viên của câu lạc bộ nói thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi. Đáng lẽ mà nếu phòng thu rộng thì tụi em mời đủ hàng. Nhưng mà hôm nay thì giới hạn thôi, thì chắc là chị giới thiệu thành viên của mình luôn ha, những thành viên đặc sắc nhất đến với phòng thu của sáng nay ạ. Thì một cái điều mà Hằng rất là trân trọng và cảm thấy xúc động là khi mà mở lớp, Hằng mở lớp thì Hằng có được ba người vừa là người chị, vừa anh và vừa là đứa em, và cũng là học viên của Mỹ Hằng, thì đã cùng với Mỹ Hằng tạo dựng một cái lớp và tạo dựng một cái câu lạc bộ cho đến ngày hôm nay. Thì Mỹ Hằng xin giới thiệu trước tiên là cái thành viên mà Mỹ Hằng rất là thương và rất là yêu mến, đó là chị Như Nguyệt. Và chị Như Nguyệt thì cũng không xa lạ gì đâu, tại chị Như Nguyệt là tại vì là vì hoàn cảnh cho nên là chị gián đoạn một thời gian không có theo nghề được, và cũng là vợ của anh nhạc sĩ Trường Giang. Và con dâu cũ của nhạc sĩ Úc Trông, và nhạc sĩ Úc Trông cũng là người thầy đầu tiên đã giảng dạy cho Mỹ Hằng từng cái nhịp, từng cái phách. Xin chào chị Như Nguyệt ạ. Như Nguyệt xin chào em, và lời nói đầu tiên cho Như Nguyệt xin gửi đến lời chào quý trọng nhất đến toàn thể quý khán thính giả gần xa. Chuẩn bị bước vào năm mới, hưởng một mùa xuân thật là vui tươi và hạnh phúc. Em nhớ là chị Như Nguyệt cũng đã từng giao lưu cùng với chương trình rồi, đúng không? Đúng rồi. Và thể hiện giọng ca rất là hay trên làn sóng của chương trình chúng ta. Và hôm nay có dịp hội ngộ cùng với chị trong phòng thu này thì rất là quý. Và hy vọng là chị cũng sẽ mang đến những bài ca để tặng cho những thính giả của chương trình nha. Và một nghệ sĩ, một tài tử tiếp theo đến từ câu lạc bộ của mình, chị Mỹ Hằng giới thiệu ạ. Người tiếp theo đó là Tấn Danh. Thì Tấn Danh cũng không xa lạ gì với đài phát thanh mình đâu. Đó là giải tư của bông lúa vàng. Đó thì nói chung là em Tấn Danh thì em trẻ, và em đã cùng với Mỹ Hằng từ cái bước đầu khó khăn, đã giang tay mà chung sức với Mỹ Hằng rất là nhiều. Và là một cậu học trò rất là ngoan hiền,
dễ thương. Dạ. Anh Tấn Danh sẽ gửi một lời chào đến những thính giả chương trình chúng ta. Tấn Danh xin được lời đầu tiên xin Tấn Danh xin được gửi lời chào trân trọng và thật nhiều sức khỏe tới quý vị khán thính giả gần xa. Dạ. Chào MC rất là dễ thương, chào các ban tổ chức chương trình. Thì Tấn Danh thì có một cái công việc riêng, nhưng mà về niềm đam mê ca hát thì đã có tức rất từ lâu rồi. Thì trong một dịp tình cờ thì biết được cô Mỹ Hằng sẽ mở lớp, và đúng vào cái khung giờ mà sau giờ làm của Danh đó. Cho nên là Danh đã mạnh dạn đăng ký và để học học với cô. Tại vì biết cô cũng thật ra là biết cô đã 5 năm rồi. Dạ. Và từng được cô giảng dạy, cho nên là hiểu được cái cách dạy của cô. Và cũng rất là muốn được cô dạy thêm và truyền thêm những cái nghề để cho mình hiểu biết được thêm nhiều và thỏa được cái niềm đam mê của mình. Thì khi mà tham gia câu lạc bộ rồi thì cũng có cùng lúc với chị Như Nguyệt. Dạ. Dạ. Và ban cán sự cũng có thêm một anh nữa. Thì hôm nay vì lý do bận anh không có đến được. Dạ. Thì tại vì khi mà học như vậy thì cũng có một cái nguyện vọng của mọi người, mà cũng của chung luôn những bạn học viên trong lớp, là khi học như vậy thì các bạn muốn có một cái nơi để mà thực hành. Dạ. Thì cô Hằng rất là trăn trở về cái chuyện đó, và cô đã đi tìm những cái nơi để cho học viên của mình được thỏa sức đam mê, thì được học trong lớp và sau đó là được thực hành. Dạ. Để cho các bạn được biểu diễn, được thỏa sức trên một cái sân khấu và được mọi người xem và thưởng thức. Dạ. Thì đó là một cái niềm vui và cái niềm cũng như là biết ơn của các học trò đối với cô rất nhiều. Dạ. Đó là một cái sự trăn trở của cô và cô đã thực hiện được. Và tới ngày hôm nay thì cái chương trình đó vẫn được duy trì. Đó là một cái niềm vui rất lớn của câu lạc bộ Trang Phương Nam. Dạ, dễ thương. Nói chung là anh Hoàng Sang thì có một thành viên nữa, đó là anh Hoàng Sang. Anh đã cùng với chị Như Nguyệt, cùng với Tấn Danh, từ những bước đầu khó khăn, đã cùng với Mỹ Hằng lèo lái, rồi đưa cái câu lạc bộ Trang Phương Nam nó hoạt động được đến ngày hôm nay. Và cũng có một thành viên rất là quan trọng, không thể thiếu được trong cái câu lạc bộ này. Vì nếu như bước ra sân khấu mà mặt không đẹp, hay là đầu tóc không được chỉnh chu, nói chung là tất cả về hình thức đẹp, mà nếu mà không có anh này thì cũng rất là khó khăn đối với câu lạc bộ. Tại vì đa số các anh chị câu lạc bộ là không chuyên, cho nên là người ta không có biết vẽ mặt lên sân khấu như thế nào, và tóc tai như thế nào, và quần áo như thế nào. Thì một em này đã hỗ trợ, và phải nói là ngày hôm nay rất cảm ơn Ngọc Thu, rất cảm ơn Hiệp đã cho Mỹ Hằng có được một cơ hội ngồi tại đây để cảm ơn tất cả những người đã góp sức cùng với Mỹ Hằng trong thời gian qua. Và đây là anh, phải gọi là anh đi, anh Xuân Hiếu. Phải nói là có lẽ là Mỹ Hằng nói tên ra thì tất cả các anh chị nghệ sĩ không ai mà không biết về Hiếu hết. Dạ. Tại vì Hiếu có một cái đôi tai rất là, phải nói là phù phép. Dạ. Phù phép hay lắm. Gương mặt mà như thế nào qua tai Hiếu thì sẽ phải nói là sẽ rất là đẹp và rất là sáng. Thì ngày hôm nay thì hôm nay cũng là cái dịp để cho Mỹ Hằng được trò chuyện với em. Nói chung là chị em mình đã cùng với nhau mấy tháng trời nay rồi. Yeah. Nhưng mà hình như là chưa bao giờ chị nói một lời cảm ơn đối với em. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì cũng cho chị gửi lời, một lời cảm ơn chân thành nhất của chị, và thay mặt tất cả các anh chị câu lạc bộ Trang Phương Nam xin cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, anh Hiếu có thể nói cái cảm xúc mình ngay lúc này khi ngồi ở phòng thu này và nói về cái công việc của mình, cái niềm đam mê của mình. Lời nói đầu tiên thì Xuân Hiếu xin kính chúc quý vị khán thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Bằng Nghề thật nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Thì nói chung là khi mà nói tới Trang Phương Nam á, thì em rất là quý, và thật sự đó em rất là hãnh diện về chị Mỹ Hằng. Tại vì khi mà chị Mỹ Hằng thành lập cái câu lạc bộ này rồi, chị chăm chút từ ly từ tí cho từng bạn một để có được một cái bài hát
hoàn chỉnh, rồi một cái vai diễn hoàn chỉnh trên sân khấu là chị phải chăm chút từ chút từ chút. Và quý vị khán giả biết không, khi mà chị Hằng đã làm việc rồi đó thì một người nghệ sĩ mà bây giờ còn được lên một cái cấp mới đó là nghệ sĩ nhân dân rồi, mà chở từng cái đạo cụ từng chút, những cái bông hoa, những cái bông hoa, những cái khăn, những cái chèo, cái cây chèo của, dạ, của diễn viên đó, chở theo cụ luôn đạo cụ vậy đó. Cho nên là cái sự đóng góp của em thì em thấy cũng rất là nhỏ bé, nó cũng không có gì lắm đâu, là chỉ làm cho em càng thêm giống như là phải cố gắng rèn luyện cái bản thân mình nhiều hơn nữa. Em thấy thiếu xúc động nhưng mà quên giới thiệu thêm, đó là ngoài là make up ra, làm đầu ra, diễn là ca rất hay. Ca rất hay, tại vì từ xưa đến giờ Mỹ Hằng biết Hiếu lâu lắm rồi nhưng mà chưa có cái dịp để mà nghe Hiếu hát đó. Thì cái ngày đầu tiên mà Hiếu hát cho Trăng Phương Nam, thằng Mỹ Hằng ngồi ở dưới coi rất là bất ngờ luôn, nói trời ơi cái cậu này ca hay quá, và ra sân khấu rất là bản lĩnh, rất là tự tin, phải nói là và Mỹ Hằng cũng rất là vui khi mà em vừa làm công việc cho các bạn mà vừa đứng lên sân khấu biểu diễn được những cái bài hát rất là hay. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà dễ thương nhất là tại vì Ngọc Thu có đi coi các anh chị biểu diễn nhiều, là coi cái nhóm câu lạc bộ của chị Hằng dễ thương lắm, vừa làm nghệ sĩ chính, vừa làm quân sĩ, vừa cắt cờ, vừa múa, làm phục trang, nói chung là làm hết, từ nghệ sĩ chính đến nghệ sĩ phụ là làm hết. Anh Danh hả? Không, nói chung là tại vì Hằng thì đã theo đoàn hát là hơn 30 năm rồi, thành ra là cái đó nó đã ăn sâu vô cái máu mình rồi. Thành ra khi mình thành lập một cái câu lạc bộ á, mình cũng hướng tới là giống như một cái đoàn hát nhỏ vậy đó, tất cả là mọi người giống như một gia đình, có nghĩa là cùng chung chia sẻ với nhau, ai làm được việc gì, chẳng hạn như chị Nguyệt, nếu không có chị Nguyệt cũng rất là khó, tại vì chị Nguyệt ngoài là một chất giọng rất là hay, và bên cạnh nữa là chị Nguyệt là một người thợ may rất là khéo. Chị Nguyệt may được tất cả các cái quần áo này kia đồ, thành ra là nếu như mà phục trang á mà không có chị Nguyệt mà lo thì cũng là một cái điều đó rất là khó khăn đối với câu lạc bộ. Tại vì câu lạc bộ hiện tại bây giờ á, tất cả mọi người cũng biết rồi là về kinh tế thì rất là khó khăn. Tất cả các bạn, không phải ai cũng kinh tế cũng vững hết. Thì mỗi người gom góp một chút luôn, cả em Hiếu cũng vậy. Phải nói là Mỹ Hằng rất là trăn trở, mà mong là sau này Mỹ Hằng sẽ tìm được có những cái điểm diễn để mà có một chút kinh phí để mà trang trải cho các anh các chị mà đang bị thiệt thòi rất là nhiều. Phải nói là thiệt thòi rất là nhiều. Vâng, hôm nay là một dịp để mà chị cũng như là các thành viên câu lạc bộ mình có dịp trải lòng cùng với những thính giả của chương trình, cũng như là chúng ta biết đến một câu lạc bộ để mà có thể là có một cái điểm hẹn vào dịp cuối tuần và thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Chị Hằng thì nói bất ngờ với anh Xuân Hiếu với giọng ca của ảnh, nhưng mà tụi em thì không có bất ngờ tí nào á. Tại vì ảnh gắn với chương trình tụi em cũng rất nhiều năm rồi. 10 năm rồi. Ảnh vừa trang điểm, ảnh vừa ca sau cánh gà đó, kết nối điện thoại ca bình thường. Không, tại vì á phải nói là Mỹ Hằng á, đừng ngạc nhiên đối với Mỹ Hằng, tại vì Mỹ Hằng là người lúc nào cũng đi chậm hơn người ta. Cái gì cũng chậm hơn người ta, nói chung là ở nhà hát cũng vậy, nên cái chuyện mà đến Mỹ Hằng biết là cứ như là tất cả mọi người biết hết. Rồi quay trở lại, em cũng muốn hỏi tiếp về các anh chị trong câu lạc bộ của mình. Ví dụ như chị Nguyệt thì nói về chị thì ai cũng biết chị là một trong những tài tử đã làm nghề rất là nhiều năm và có một chất giọng hết sức là dễ thương và đặc biệt. Thì khi mà chị gắn bó với câu lạc bộ Trăng Phương Nam và chị hoạt động với các bạn trẻ thì chị cảm thấy cái tình yêu của chị được nhân lên như thế nào, cũng như là cái sức thanh xuân của các bạn mang đến cho chị như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi thì Như Nguyệt cũng xin cảm ơn Ngọc Thu cùng với MC Nam Hiệp. Thực ra thì ngoài cái nghề may thời trang ra thì Như Nguyệt có một cái lòng đam mê nghệ thuật, hết sức là đam mê từ hồi nhỏ, hồi 5-7 tuổi á. Thì cũng vẫn có một mơ ước là sau này mình sẽ là một cô đào hát, để hát mà mê đào mùi, mê đào khóc gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì suy cho cùng ra là cái gì cũng do duyên số. Đúng rồi.
vì hoàn cảnh thì Như Nguyệt cũng không có theo nghề được, mà Như Nguyệt tham gia thì Như Nguyệt cũng rất là gọi là kén á, tức là biết rất nhiều câu lạc bộ nhưng không khi nào đi giao lưu và đi chơi. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, cũng bất ngờ thôi, giống như cái duyên đã đến á, thì nghệ sĩ Mỹ Hằng có alo chị Nguyệt ơi, bây giờ em muốn làm vậy vậy đó, hỗ trợ cùng em. Thì Như Nguyệt cũng rất là mừng, mừng lắm luôn. Coi như là nếu mà không tham gia ở câu lạc bộ của Mỹ Hằng thì Như Nguyệt nghĩ sẽ ở nhà ca hát chơi nghiêu ngao hoặc là đám tiệc thôi, chứ Như Nguyệt cũng không có đi đâu hết. Tức là ở đây cũng là một điều rất là may mắn với Như Nguyệt, để Như Nguyệt tham gia, để có hàng ngày mình cũng có vợt đờn với tập bài hát trích đoạn thêm. Nói chung là Như Nguyệt rất là vui, niềm vui là không phải nhân đôi mà tới nhân 4, nhân 5 luôn. Dạ, chị có ngờ trước là vô là mình sẽ đảm nhận thêm cái khâu phục trang không? Cái đó thì cũng hơi bất ngờ nhưng mà không sao, tại vì đoàn mình bây giờ cũng mới bắt đầu, cũng còn thiếu thốn nhiều nên là Như Nguyệt ngoài cái để mà thỏa sức đam mê thì đóng góp gì cho cái câu lạc bộ coi như là đoàn hát nhỏ Trăng Phương Nam, chị giúp được cái gì thì giúp thôi, có khả năng mình bao nhiêu thì hy sinh cống hiến hết cho Trăng Phương Nam. Thương. Rồi. Nói chung một câu lạc bộ mà có đầy đủ ha. Vừa có trang điểm, vừa có trang phục, biên rồi tập, đó. MC đủ hết. Đầy đủ hết trơn. Anh Danh là MC. Biên tập MC luôn. Đó bây giờ em mới hỏi tiếp về anh Danh. Em tại vì lần đầu tiên thấy anh Danh xuất hiện trong câu lạc bộ thì em nghĩ chắc anh Danh là biên tập, bởi vì cái cách của anh á nho nhã, đúng rồi, từ tốn, hiền lành. Cho em hỏi thì ngoài cái công việc ở cơ quan giấy tờ nó có vẻ hơi nhức đầu, thì cái công việc này mang đến cho anh niềm vui như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của Thu, là bởi vì thật ra công việc của mình thì trong giờ hành chánh từ sáng tới chiều tối, cho nên mọi người cũng biết thì trong công việc là luôn có những cái khó khăn á, thì nó sẽ có những cái gọi là stress. Vì vậy cho nên là cái môi trường nghệ thuật hay là ca hát hay là sinh hoạt câu lạc bộ chính là một cái nơi để mà mình được trải lòng sau những cái giờ làm việc căng thẳng như vậy. Và thật sự là nó hoàn toàn có ích, và nó giúp cho mình cân bằng được cái giữa công việc và đời sống hàng ngày. Thì cái đam mê của đó nó giúp cho mình rất là nhiều, cả về sức khỏe, cả về tinh thần. Thì khi mà vào câu lạc bộ thì giống như là cô nói là bây giờ có rất nhiều thứ nhưng chỉ thiếu điều kiện thôi. Cho nên là mọi người có cái gì thì tự mình cống hiến cho câu lạc bộ hết. Rất thương những các bạn, giống như là các bạn ở nhà các bạn có thí dụ như loa hay là mic gì không xài, hay là có những cái đạo cụ gì đó mà các bạn để lâu bác không xài thì các bạn sẵn sàng đem hết tới câu lạc bộ. Và bản thân khi chị Nguyệt là có một cái gọi là sở trường về may mặc, thì chị Nguyệt rất là sẵn lòng để giúp các bạn luôn. Có như là mình tiết kiệm được cái gì thì mình tiết kiệm, mình dùng cây nhà lá vườn. Đó, thì cũng như Tấn Danh thì hiện tại thì cũng mong muốn là giúp được cho câu lạc bộ điều gì đó. Thì bây giờ thí dụ như trong câu lạc bộ bây giờ không có ai làm MC hết, thôi mình mạnh dạn mình xung phong lên mình làm luôn cây nhà lá vườn. Thì không ngờ là lần đầu tiên mình làm nhưng mà cũng ok. Nói chung là có những cái gọi là cũng không có được hoàn hảo lắm đâu, nhưng mà được cô động viên, rồi các bạn trong câu lạc bộ cũng động viên rất là nhiều, cho nên đó là cái niềm động lực cho mình, mỗi người cùng có đóng góp cho câu lạc bộ, không cái này thì cái khác. Em hiểu rồi. Thì bởi vậy cho nên cái tinh thần của câu lạc bộ rất là tốt, cho mọi người cùng đoàn kết rồi cùng giúp đỡ nhau, cho nên là mới được duy trì đến ngày hôm nay. Còn anh Xuân Hiếu, người bạn học yêu quý của em, thì như thế nào? Em thấy anh Hiếu là có nghĩa là anh rất là nhiệt tình. Thấy rõ ràng là MC giới thiệu là tiết mục chuẩn bị nghệ sĩ Xuân Hiếu, nhưng anh vẫn đang vẽ mặt cho người ta. Nhưng mà sau đó là rồi, buông cái cọ xuống là ra hát. Hát rất là chuyên nghiệp. Đúng rồi, rất là thương. Đúng không chị? Thương lắm. Thu có hình dung là anh xuất vừa làm luôn mà anh vừa thay đồ. Mọi người thay đồ giùm cho. Lo cho mọi rất người là luôn. Em đã thấy rồi. Bởi vì mình nói thôi anh ngưng chút xíu đi rồi anh mặc đồ đi. Không, để anh làm cho em sẽ xong. Cái đó mình thấy giờ mình mặc đồ cho anh luôn. Không, người đi coi cũng được làm mặt là Ngọc Thu nè. Em ngồi xuống đi, má hồng đâu, anh cho miếng má hồng. Đi coi thôi mà cũng được làm mặt nữa. Mời anh. Tại vì anh á, thì giống như anh cũng làm nghề cũng lâu rồi. Nhưng mà khi mà đến với câu lạc bộ Trăng Phương Nam đó, thì anh thấy chị Mỹ Hằng á, chỉ
chị không có ngại là chỉ là nghệ sĩ ưu tú hoặc là bây giờ chỉ lên nghệ sĩ nhân dân. Chị không có ngại những cái điều đó mà chỉ làm cho các bạn từ ly từ tí từ ly từ tí. Thì anh thấy những cái chuyện đó làm cho mình phải học hỏi nhiều hơn ở chị ở điểm đó. Rồi khi mà chị ra diễn á, cái xong mà công việc thì nhiều khi chị cũng đi diễn đó, mình thấy chị làm bên HTV hay này kia đó, trời ơi, chỉ gần xong mấy ngày thôi mà chị học thuộc bài nữa. Cái mình nói vậy hay quá, vì mình phải học ở cái điều đó ở chị rất là nhiều. Mà từ công việc, gia đình, rồi nói chung là dạy các học trò nữa, nó rất là nhiều thứ mà chị vẫn khi mà đi ra thì chị vẫn vui vẻ với mọi người, hòa đồng với mọi người và tập cho mọi người từ chút vậy đó. Thành ra là mình thấy cái điều đó ở cái điểm câu lạc ở chỗ khác hình như là không phải mình nói, nhưng mà thật ra chắc không có, không có được, cho nên là mình quý và mình trân trọng cái điều đó. Là không biết sao mà hồi đầu tiên thì em nghĩ là thì cũng là một câu lạc bộ bình thường, nhưng mà hôm nay khi nghe các anh chị chia sẻ xong thì mình lại cảm thấy thương hơn các anh chị rất nhiều và yêu hơn câu lạc bộ của mình như là một gia đình chứ không phải là câu lạc bộ nữa. Thôi bây giờ câu hỏi thì hỏi hoài cũng sẽ không hết. Bây giờ thì trước khi mà quý vị nghe các thành viên cũng như nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, xin chúc mừng chị, nãy giờ tụi em chưa chúc mừng bởi vì chị Mỹ Hằng đã có quyết định được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Và em thật sự hạnh phúc khi mà được nói điều đó ở cái phòng thu này, bởi vì chị em mình làm với nhau rất lâu rồi đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, đã đồng hành với nhau rất lâu. Chúc mừng chị và em thấy hành trình đã đi qua của chị thật sự rất là xứng đáng khi được chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với một người nghệ sĩ theo nghề. Thì Mỹ Hằng cũng trân trọng, cảm ơn trước tiên là tổ nghiệp, sau nữa là thầy cô, rồi các cô chú, đàn anh, đàn chị đã từng dạy dỗ, chỉ dẫn cho mình, và sau nữa là đồng nghiệp của mình, rồi bây giờ thì lại được các học viên của mình yêu mến. Thì đó là một niềm rất là hạnh phúc. Phải nói là trong một năm nay là một năm thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà bù lại là Mỹ Hằng có được những cái niềm vui to lớn, rất là to lớn. Và Mỹ Hằng khi mà được nhà nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân thì vui mừng, hạnh phúc, nhưng mà rất là lo lắng. Tại vì mình phải làm sao để mà nó xứng đáng với cái danh hiệu mà mình đã đạt được như vậy. Và bên cạnh đó là mình cũng cố gắng phải rèn luyện nghề nghiệp của mình, tại vì cái nghề này á, là khi học đến khi nào mà mình nằm xuống là không học nữa thôi. Chứ còn phải học, tại vì mỗi vai diễn là mình xem lại mình sẽ thấy không vừa lòng với đúng chính rồi. Mình thì rồi. Mỹ Hằng cũng mong là các cô thầy, các anh chị, đàn anh, đàn chị của Mỹ Hằng và luôn cả bạn bè, nếu như thương Mỹ Hằng thì Mỹ Hằng mong là sẽ đóng góp cho Mỹ Hằng những cái ý kiến, những cái gì đó để cho Mỹ Hằng hoàn thiện bản thân mình hơn. Dạ, cảm ơn chị. Em quên nữa, sáng nay thì trong phòng thu của chúng tôi có nhạc sĩ Hồng Đức, mà hồi nãy giờ anh âm thầm anh làm mà mình quên giới thiệu anh. Rồi anh Văn Ngọc, anh nói là sáng nay anh đi show nhưng vẫn đang nghe chương trình, và anh nói là câu lạc bộ ở Diễn Hồ Con Rùa anh đến coi rồi và câu lạc bộ rất dễ thương, cho anh gửi lời chào và chúc mừng tất cả mọi người đã đến phòng thu về ha. Dạ, xin cảm ơn anh ạ, rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh Ngọc. Dạ. Bây giờ thì để cho thính giả sẽ đặt câu hỏi với các nghệ sĩ của mình nha. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với thính giả ở đầu dây bên kia. Alo. Rồi alo. Chào Ngọc Thu, chào Nam Hiệp, chào nghệ sĩ Mỹ Hằng, chào câu lạc bộ Trăm Phương Nam. Trăm Phương Nam luôn nha. Dạ, chào anh. Hai anh nhạc sĩ luôn. Dạ, chào anh. Dạ, anh giới thiệu tên mình đi ha. Anh Hoàng ở Đồng Tháp nè, tháng mấy gần 2 tháng anh mới trở lại đi tham gia chương trình nè Nam Hiệp ơi. Dạ, sáng nay anh gặp rất là nhiều nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Trăng Phương Nam. Thì anh có câu hỏi nào không để mà giao lưu cũng như là chỉ bí kíp cho mình trong cái việc ca hát không? Rồi, trước cái thì anh hỏi nghệ sĩ Mỹ Hằng với câu lạc bộ Phương Nam thì thứ nhất thì mình là sao cái mình lúc mà rèn luyện sao như cho cái hơi nó mình, cái giọng hát mình hay là nó như thế nào, thí dụ mình muốn cho cái giọng nó thanh thao hay là mình có cử cái những cái gì mà mình cái món thức ăn mà nó không hạch để cho nó bị
cái khàn giọng đó. Dạ 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 đúng rồi anh, tại vì tùy theo cái cơ địa của mỗi người nữa. Và theo như Mỹ Hằng thì Mỹ Hằng khuyên là tránh ăn những cái thức ăn mà nó nóng, nó gây cho mình có cái chẳng hạn như là nhãn hay là hoặc là những cái gì đó mà nó cay á, nó cay rồi lạnh quá cũng cũng không được, lạnh quá cũng không được, nhất là những cái trời mà chuyển tiết như thế này nè là càng phải giữ ấm. Đó, tại cái hơi của mình khi mà tại mình sống miền Nam mà mình quen với cái không khí nóng rồi, bây giờ chuyển tiết thì rất là dễ bị ảnh hưởng đến cái chất giọng của mình. Đó, thì ngoài ra thì cũng phải luyện nữa, phải ca nhiều, ca bung hơi ra, anh phải ca là anh phải bung hơi ra. Từ đầu thì thấy mình rất là mệt, nhưng mà khi mà mình thành một thói quen rồi thì cái hơi của mình nó sẽ thoát ra anh. Dạ. Anh Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi anh ha? Anh này rất ngoài 50 rồi. Ngoài 50 rồi. Rồi. Hy vọng là anh có dịp lên thành phố giao lưu với lại câu lạc bộ Trăng Phương Nam của mình. Rồi thì có như anh cũng có mong dịp như vậy. Cũng đi muốn gặp gỡ các anh chị em cũng như các nghệ sĩ đó làm việc cũng, anh cũng có mơ ước thì có một ngày nào để đi lên tới chỗ ngay trên cái phòng thu của đại chúng đó thành phố Hồ Chí Minh đó. Đi liền bắt đầu lên liền. thì khi nào mà anh có dịp anh ghé phòng thu của Thu với lại Nam Hiệp á thì anh cũng xẹt qua cái hộn rùa và tối là 7 giờ hộn rùa ngày tối chủ nhật á anh xẹt ra đi rồi anh xem Trăng Phương Nam của tụi em trình diễn nha. Rồi nếu như mà anh muốn giao lưu với tụi em lên ca thì tụi em sẵn sàng luôn. Thì đó hả? Dạ. Thì bữa nay hở xong có giao lưu ca được không? Rồi hôm nay là mình giao lưu từ xa anh ha. Dạ, và nếu mà câu lạc bộ mình thì có đi giao lưu các địa phương chị hay là chỉ hiện tại chỉ một điểm vậy thôi? Hiện tại thì điểm đó là cái điểm mà hàng tuần của Trăng Phương Nam, còn nếu mà giao lưu thì tốt thôi. Đó, nếu mà có điểm hay là hoặc là có nơi nào đó mà có một cái lời mời, có nhảy mời Trăng Phương Nam thì tất cả mọi người sẽ cùng đóng góp thôi. Dạ, anh Hoàng nhớ mời về Đồng Tháp nha. rồi, hỏi về Đồng Tháp. Dạ, rồi bây giờ anh muốn ca giao lưu làm sao nè. Hôm nay quá nhiều nghệ sĩ thì anh muốn làm sao? Song ca, rồi, đơn ca, tốt ca. Dạ, anh giao lưu với nghệ sĩ Mỹ Hằng đi anh. Anh với anh song ca một câu 5, câu 6 Mỹ Hằng. Dạ, 5, câu 6. Nhưng mà bây giờ anh nói bài ca gì đi rồi trong ekip nghệ sĩ ai thuộc thì người đó ca với anh nha. Rồi bây giờ anh thuộc Mỹ Hằng có thuộc cái bài đám cưới trên đường quê. Dạ không. Tại vì không, em thấy chị Hằng cười là em tự biết em tự trả lời á. Dạ không. Nói bài khác đi anh. Bài gì mà nó có thể được gọi là quốc dân hơn đi. Thì bài thì nó cũng nhiều bài lắm nhưng mà có một cái thì không á chứ anh thấy nhiều cái mắc có mấy cái bài mà cũng giao lưu rồi nhưng mà muốn hát giao lưu lại thì nó có liên quan gì không chứ nhiều khi anh cũng có like không giao sao lưu. Không sao, bây giờ anh hát những cái bài mà gần gũi quen thuộc. Ví dụ như là anh còn bài nào nữa không? Anh còn bài nào nữa không? Anh còn nhiều lắm, bài dòng sông yêu em nè, yêu lầm nè, rồi chợ mới nè, Lan Giờ Điệp nè, rồi chích đỏ người tỉnh. Bây giờ vậy nè, ở nhóm Trăng Phương Nam em có một chị Như Nguyệt. Giọng của chị rất là dễ thương và rất là ngọt ngào. Thì chị Như Nguyệt sẽ cùng với anh ca Lan và Điệp nha. Dạ, rồi, chị Nguyệt ca Lan và Điệp rất hay. Rồi chị Nguyệt ơi, ca với anh đi. Chết rồi, bài này là nữ vô hay là giọng cổ? Anh ơi, Lan và Điệp mà. Mà Lan và Điệp một hay hai anh? Hát 5-6 kìa. 56 đó chị. 56 hả? Hay là mình chuyển qua cái bài gì anh mới nãy anh nói anh thuộc bài gì nữa ta? Chợ mới đi. Chồng sống quê em. Chồng sống quê em đi. Tại nó bị quen quá tại em thấy anh còn được. Anh còn kể bài nữa. Yêu lầm. Không, bỏ bài đó ra. Còn bài nữa. Bài nào em? Bài nào nữa anh?
nãy anh kể là dòng sông quê em Lan Nhà Điệp, chợ mới đám cưới trên đường quê, rồi chích đoạn người chồng trên chiến trận, còn nhiều cái bất ngờ thì anh nhớ trên mấy bài đó thôi, còn những bài khác có khi bất ngờ quá, nhiều khi anh không nhớ cái tựa. Anh ơi, bây giờ thời gian của sóng á, trực tiếp là không có nhiều, cho nên bây giờ mình sẽ chọn một bài và hát vào. Quan trọng là tín hiệu anh đang bị chập chờn, anh đứng một chỗ và để điện thoại sát vào giúp em nhé. Rồi, tóm lại là bây giờ là mình sẽ chọn bài và hát liền bây giờ, bởi vì sắp hết cái sóng đó rồi anh ạ. Thôi bây giờ hát, bây giờ vậy Lan Nhà Điệp năm sáu đi anh, năm sáu đi anh. Lan Nhà Điệp năm sáu. Rồi bây giờ Điệp ơi mai lên vốn Thành Đô đúng không anh, cái bài đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình hát câu 5, 6 hay 1, 2? Câu 5, câu 6 đi. Câu 5, câu 6 rồi. Vậy là anh đã quên rồi, có hẹn gì đó. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi. Đúng rồi. Rồi. Mình có ca nhạc không? Dạ không. Vậy hả? Dạ. Bây giờ em xin gửi đến quý khán thính giả để hát cùng anh ha. Rồi. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say, anh mênh mộng còn nhớ thương chi người con gái quê. Uống cơm em thương như đời chờ, con đò cũ còn cắm sào trên bến đời, nhưng người đi có bao giờ trở lại bên sông xưa. Tôi còn chi đâu mà mơ đợi chờ, một lần đưa tiễn là trọn đời mình dính biệt. Kinh bom ngày xưa đã sai mê khu vườn là để cho là ngày nay cánh rô hương tàn. Đừng có nói gì nữa hết á. Dạ ơi, đẹp chọn đời yêu có nàng thôi, vẫn nhớ mãi câu hẹn hề năm cũ. Nhưng người ta đâu dùng quy quyền và thấy ngực cô căng phủ phàng ngân bỏ tình. Trong xưa chân đông một bóng đò, cái lăng heo gỗ đau đầu trong tiếc dòng. Cho anh chặn xe không còn trôi chung bóng, cho Điệp và Lan lên chia Điệp ba trọn đời. Thôi Điệp ơi bận lòng mà chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta. Cũng lớn với mối hận lòng, quả cáo đau sầu chốn chặt niềm đau. Trời ơi, buổi sáng mà lại hai anh chị mỗi người một nơi mà tôi nói là ca chung với nhau, rồi nó hay quá anh ơi. Hay quá. Dạ. Anh ơi, vậy là bữa nào á là anh có dịp anh lên thành phố là anh phải ghé Trăng Phương Nam gấp. Phải ghé gấp. Nếu mà anh có ra nó thì anh liên lạc ghé, anh liên lạc cái số tổng đài của đài thành phố này ha, sao dạ. Mới biết được đi đó. Anh liên lạc với Ngọc Thu á, Ngọc dạ. Thu á. Với chương trình này á anh. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi trước khi thì cuối lời thì thôi anh cũng chúc cho nghệ sĩ Mỹ Hằng với câu lạc bộ Phương Nam với Nam Hiệp và Ngọc Thu, anh hai anh nhạc sĩ ekip và tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chúc tất cả các bạn có một ngày mới lúc nào cũng nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn hạnh phúc thuận lợi bên gia đình của mình. Thì sắp tới việc kia gần có chỉ 2 tuần nữa là ngày Giáng sinh,
Thì chúc tất cả các bạn để hưởng mùa Giáng sinh Noel an lành và hạnh phúc, dù tôi gặp nhiều may mắn nha. Dạ, dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn nhiều sức khỏe nghe. Rơm rã quá anh ơi. Anh rất là rơm rã. Dạ, anh có khí nôn nao lên hẳn luôn rồi. Dạ. Nói không dắp luôn. Rồi, hẹn gặp lại mấy em nha. Dạ, dạ, chào anh. Em cảm ơn anh Điệp ở Đồng Tháp ạ. Dạ. Rồi, lần đầu tiên mà chị song ca kiểu này, chị Như Nguyệt thấy thế nào? Cảm xúc nó làm sao? Thật sự thì hồi nãy khi anh nói là giao lưu thì Như Nguyệt cũng cũng hơi run, là không biết sáng Nguyệt cũng chưa có ăn sáng, chỉ có uống chút cà phê thôi rồi đến đến đài để giao lưu. Thì sáng chưa có tập giọng, chưa mở giọng nên cũng hơi run, không biết có vấn đề gì không, nhưng mà hên có cái là cũng cũng suôn sẻ. Đó. Chị Mỹ Hằng chỉ truyền bí kíp cho chị đi. Mỗi lần chị đến là chị ca nhiều lắm. Đó. Thì ghê lắm, ca 12 bài không hả? Hôm nay với tình hình này thì em nghĩ là chị Mỹ Hằng sẽ trốn đó, không ca đâu. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Đối với Trăng Phương Nam, đối với tất cả các bạn á, là Mỹ Hằng tự nhủ với lòng mình là mình phải lùi lại. Dạ. Mình phải lùi lại, mình ở một cái khuất nào đó để mà mình xem các bạn, để thấy được các bạn như thế nào để mà mình sẽ góp ý. Em có một người bạn nước ngoài, bạn đang nghe chương trình của mình á. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn đang nghe chương trình. Mới nhắn cho em. Dạ, dễ thương lắm. Rồi bây giờ thì mình giao lưu tiếp. Và mong thính giả tiếp theo này cũng sẽ tiếp tục song ca với các hồi nãy là ca với chị Nguyệt, bây giờ tiếp theo phải ca với hai đúng rồi, hai Danh và anh Hiếu. Dạ, anh Danh và anh Hiếu. Dạ thì xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với thính giả bên kia. Alo. Alo nghe. Dạ anh nghe chưa? Dạ nghe rõ không? Dạ, dạ em rõ. Nghe rõ rồi. À, anh tên gì ở đâu? Dạ Bảy Vàng Bạc Liêu. Bảy? Bảy Vàng. Bảy Vàng hả? Bảy Vàng, Vàng, Vàng. Hoàng, Hoàng. À anh Bảy Hoàng ở Bạc Liêu. Rồi, rồi. Rồi anh có thể đặt câu hỏi cho nghệ sĩ Mỹ Hằng và tất cả các anh chị đây ạ. Thôi bây giờ mình thời gian không còn nhiều, hỏi thăm chúc mừng vui vẻ thôi. Bây giờ mình đi giao lưu với đỉnh đô cho anh ca đâu. À không ca đâu hả? Không, chỉ giao lưu nói chuyện về tiếng thôi. Bây giờ mình nói mình cũng tự hào lắm rồi đó. Dạ. Anh đất nước mình là vậy, rồi Việt Nam mình mới có, nước ngoài không có đâu. Dạ. Mình ca Lạng Sơn và đợi như là Mau mà thấy không? Dạ, à mình ở đợi ở Phòng Thu mà ca Cà Mau anh. Không ca Cà Mau, còn ăn Lạng Sơn cũng ca được hết. Dạ. Dạ. Thời tiết Cà Mau sáng nay thế nào anh hả? Bạc Liêu thì lên Bạc Liêu, Bạc Liêu chứ. Cà Mau cũng tốt. Dạ. Ừ, cũng gần Cà Mau mà. Ừ. Lạnh không anh? Không, đây chưa có. Dạ. Chưa lạnh hả anh hả? Chưa lạnh. Ở đây còn ấm lắm. Ở đây còn ấm lắm. Ủa nhưng mà em hỏi là bình thường là anh có ca không? Cũng có chạy xô vòng ở nhà tắm vậy. Chạy xô luôn. Thôi bình thường mình chạy xô. Rồi hôm nay trời ấm sao không ca? Ờ đúng rồi đó. Ca rồi không ca thì cũng được, mà đều mình ca thì đó các bạn nam không, không chẳng lẽ ca chung với nữ coi không được. Không không, không có nam mà. Có hai nam anh. Có hai nam, nam ca hay lắm. Anh muốn sao tụi em chịu hết. Dạ. Nè Nam Hiệp nè, Tấn Danh nè, Xuân Hiếu nè. Giọng nam đi, giọng nữ. Dạ dạ dạ, anh bà gì anh? Bà gì? Cả bà Dương á, cô làm con một, con kia làm con hai đi. À không anh ơi. Anh ơi, còn bài nào nữa không anh? Bài khác đi anh ơi. Nghe không biết. Không biết hả? Còn bài nào quen quen không anh? Còn mấy Tình Nước đi. Dạ, những cái bài lạ quá anh ơi. Anh thuộc bài Hải Yên Lòng Mẹ ơi không anh? Không, bài đó mình không thuộc. Bởi vì tôi thì ngay mình không chuyên nghiệp lắm. Bởi vì mình buồn mà làm chơi với nó đỡ buồn. Anh chạy show rồi mà. Thôi bây giờ vậy dạ. Em quyết định là cho anh sẽ hát giao lưu một câu một mình anh nha. Anh sẽ hát câu mấy đây ạ? Tôi hát câu 1, Tình Nước thôi, câu 1. Tình Nước câu 1, rồi xin mời anh. Mặt gió mong mang nhà tôi xưa nay dần dậy. Đứng ở trên không nhìn dòng nước chảy rừng cắm sao lưng chầm học tới chân trời. Tháng ba khói mù ngun lửa ngoài đồng cắt lâu đời. Sông mặn mòn suốt mùa khô xanh chua chua từ trời mưa xuống đất có mềm từ thời đập ghé tai tiên
xa cách nghe nhà anh vẫn nhớ nhớ anh đèn nghe trễ mắt cá biển trên sông với giữa thu linh đang tràn đồng hoàng vải dông đuôi trùng dựng lên sơn bao rồi anh ở xa rất là khó nghe đàn á anh, mà anh ca vậy là còn hay rồi đó, tại vì qua cái làn sóng á em biết là khó nghe lắm. Dạ. Nhiêu tuổi rồi anh? Mình 70 tròn. Ô trời ơi. Nghe có giọng anh rất là khỏe luôn, rất là khỏe. Kêu anh ngọt sớm. 70. Bè bạn mình đâu, bè bạn mình đâu. Dạ dạ, nhưng mà cái giọng trẻ chú ơi. Dạ, dạ nghe cái khoảng trẻ. Chừng 50 dạ, năm mấy à. Dạ. Giọng trẻ quá. Nghe đón từ khoảng năm mấy à. 70 mà đi show cũng thường quá ha. Dạ. Đâu có đám tiệc vui chơi gì đâu chứ. Dạ rồi. Rồi cái máu văn nghệ thì nó hồi nhỏ lớn rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh Bảy Hoàng. Đó. Bây giờ năm mới mình nói gì? Giờ cầu chúc cho tiếp với Mỹ Hằng với Như Nguyệt rồi với Băng với Quốc Đại Tướng Nam đó. Dạ. Ở nhà khu với Nam Nguyệt phải không? Dạ, dạ, dạ. Nhà chị Trần Ngọc. Dạ. Dạ, dạ không biết. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Dạ rồi. Mình có được mình có mang nhiều lắm mà. Dạ rồi, cảm ơn anh hai chú. Chú lỡ rồi lỡ. Dạ cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình sáng ngày hôm nay. Dạ bây giờ thì còn một thính giả nữa giao lưu, nhưng mà em muốn hỏi là trong ekip của mình có một cái bài ca nào mà mình có thể ca chung với nhau, hay là một cái trích nào, hay là hai anh có thể hát chung với nhau? Có anh Hiếu kìa. Hiếu anh Xuân Hiếu với anh Danh. Hiếu với Danh hát bài gì? Hát gì quen không? Có thuộc cái gì quen không? Hát lòng ơi được không? Em thấy được đó. Dạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho echo này kia, stress pad đầy đủ. Để các anh sẽ gửi đến cho quý vị thính giả một bài ca. Thường thì sẽ hát trên sân khấu, như hôm nay hát live phòng thu chỉ duy nhất một cây đờn thùng. Để coi mấy anh ca làm sao nha. Mời các anh. Lên đường tông quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương hay hải đảo muôn vàn hiểm nguy, mẹ ơi vững chí quê nhà sức khỏe gìn giữ, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Mẹ ơi đường hành quân quá nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Biên giới xa xôi hay hải đảo mịt mù, đoàn chúng con đi vẫn không hề nao núng, khi chiến trường đạn pháo ầm vang, bước quân hành vai súng nặng mai, đi giữ quê hương vườn ruộng xóm làng. Nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi, đêm biên thùy sương rơi lạnh giá. Chào mời cành lá trung rinh sương rơi ướt
đầm, ngọn gió đùa làm nhỏ giọt mưa tuôn. Non nước mình đẹp lắm con ơi, vì độc lập tự do đất trời ta canh giữ. Lời mẹ ru xưa như núi sông vàng tiếng gọi, mẹ hãy yên lòng con dân hành quân. Wow, dễ thương dễ sợ luôn. Gọi là có ekip giữ nhịp phân câu chia. Đúng rồi. Ngay tại phòng thu sáng. Dạ, ekip ngay đây là bất giờ. Dạ. Đoàn kết của các trong phương Nam đó ạ. Dạ. Rồi bây giờ thì đã đến phòng thu rồi mà chị không hát thì em cũng sẽ không cho chị dìa. Bây giờ sẽ đến phần của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, là chủ nhiệm của câu lạc bộ và là người bạn thân thiết của chương trình. Chị có thể gửi cho quý vị thính giả một câu vòng cổ nha. Một câu gì đó dễ thương. Hát cái gì? À thôi mình hát mình... Một câu ít lắm. Thôi bây giờ là đáng lý là ngày hôm nay là Mỹ Hằng chỉ tới đây chỉ là nói ít thôi và cũng hát ít thôi. Tại vì mình nhường lại cho rất nhiều bạn. Đây chỉ là đại diện thôi nha. Chứ còn mấy chục anh chị nữa thì thôi thì tới đây thì Mỹ Hằng xin được cùng ca với em Tấn Danh đi. Ca đôi cho nó sáng sớm cho nó vui tươi đi. Bây giờ hai cô trò mình hát cái gì nè? Lý Chim Quyên được không cô? Rồi Lý Chim Quyên đi ha. Rồi. Mình hát câu mấy với câu mấy? Câu 1 2 đi. Em lên cổ đi. Rồi. Câu 1 và câu 2. Sáng sớm đừng để cô lên cổ. Mệt lắm ạ. Chim quyên quầy ăn trái quầy, nhãn lòng ơi cô bạn mình ơi, ơi cô bạn mình ơi. Lìa thía quầy quen chậu quầy, vợ chồng ôi đâu con có gì buồn hơn ôi đâu có gì buồn rừng còn thương cây nhớ cội người xa người đêm đợi ngày trong tụi mình duyên phận lòng đông thương nhau ngần ấy mà không được chung đường. Chim quyên còn ăn trái nhãn lòng, chưa lìa thía còn quen chậu mà sao đôi bàn tâm đồng lại kẻ bắt người đông. Cô bác họ đồn đôi ba bữa nữa mẫu phải theo chồng cách mấy sông sâu. Sông sâu còn bắt được nhịp cầu, chứ hai đứa mình sầu biết cùng ai sáng sẻ. Một mình thờ than, một mai em bắt nhàn nam xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ. Xa nhau xa đâu
đến một đời. Tai nghe lời anh than anh thì đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột rối giường tơ. Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình tưởng bây giờ mình xa nhau. Chắc là không nỡ cùng nhau thôi thì lắm tham giam sầu bạn lòng ơi. Wow. Nghe nữa đó chị ơi. Hai màu tím tình quá. Rồi dễ thương dễ sợ luôn. À, khi mà mình nghe cô và trò cùng ca với nhau thì mình em nghĩ là chị ngoài cái gọi là cái niềm vui của một người nghệ sĩ, nó còn là cái niềm tự hào của mình. Mình nhìn trò của mình cũng ca được, mà hôm nay là ca trực tiếp nha quý vị, không có sửa nha. Ca trực tiếp trên sóng nha. Với thời gian coi như gấp rút, cùng thời gian cũng có hạn nên nghệ sĩ Mỹ Hằng ca có thúc lại 4 nhịp nha cả nhà, để cho nó đủ thời gian. Dạ. Nhân dịp cái buổi sáng hôm nay thì Mỹ Hằng xin cảm ơn biên tập, cảm ơn hai em để cho Mỹ Hằng có được một cái phút giây để mà được ngồi đây để mà nói những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất với tất cả mọi người. Khi mà Mỹ Hằng được nhà nước phong tặng là nghệ sĩ nhân dân thì ngoài ra là một cái lời tri ân và một lời phải nói là mang ơn rất là nhiều, đó là quý vị khán giả gần xa suốt hơn 30 năm mà Mỹ Hằng đã cùng theo đuổi cái ngành nghệ thuật, và hôm nay là một cái niềm vinh hạnh và niềm vui sướng. Bên cạnh Mỹ Hằng là có những học viên, các anh chị đã đồng hành cùng với Mỹ Hằng, và Mỹ Hằng mong là được đón nhận tất cả tình yêu thương của tất cả mọi người, và nhất là những học viên. Và Mỹ Hằng mong là Mỹ Hằng sẽ lùi dần vào cái góc khuất để cho các bạn được tỏa sáng. Các bạn càng tỏa sáng thì đó là cái niềm, phải nói là niềm hạnh phúc của mình, rất hạnh phúc. Cô giáo muốn khóc rồi, muốn quý vị khóc ơi. Nghẹn ngào, thương chị. Dạ. Và Nam Hiệp, Ngọc Thu cũng như là những người thực hiện chương trình tin rằng với cái niềm vui này, với cái niềm vinh dự phải đón nhận danh hiệu cao quý như thế này thì chị sẽ có thêm cái nguồn năng lượng để mà mình hoàn thành một cái bước tiếp theo của mình trên cái hành trình mà giữ lửa và truyền nghề cho những người theo sau chị ha. Thì nói chung là mình không có dám nói là mình nghề mình nó nhiều, không dám, tại vì trên Mỹ Hằng còn có rất nhiều các cô thầy, đàn anh đàn chị, rất nhiều người giỏi và những rất nhiều người tỏa sáng. Thì Mỹ Hằng chỉ mong là hơn 30 năm mình góp nhặt được cái gì thì bây giờ mình truyền lại cho các bạn những điều mà mình đã học được. Và mình mong là các bạn sẽ yêu quý cái nghề này và mong là gìn giữ cái nghề này, tiếp tục phát huy cho cái nghề này nó càng ngày càng tỏa sáng. Và cũng mong là quý vị thân mến, như những gì mà nghệ sĩ Mỹ Hằng đã chia sẻ thì mong quý vị sẽ càng yêu hơn cải lương cũng như là yêu hơn bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử, nhưng một cột mốc 10 năm được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và tất cả các văn nghệ sĩ vẫn đang trong hành trình tiếp lửa để chúng ta mãi mãi giữ gìn và yêu nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương. Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sàn diễn đời và nghề sáng nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn các nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Trăng Phương Nam cùng với phần giao lưu ca hát cùng với những thính giả của chương trình sàn diễn đời và nghề. Hy vọng là câu lạc bộ của mình sẽ tiếp tục thăng hoa, gặt hái thêm nhiều thành công và sẽ là trở thành một cái điểm hẹn thật là lý tưởng cho những người mến mộ tài tử cải lương của chúng ta. Và Nam Hiệp, Ngọc Thu, các thành viên câu lạc bộ cùng với nhạc sĩ Hồng Đức và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.